Cứ đọc nãy giờ bực mình quá nhỉ, nói nó không thể nghe được. bực thật sự đấy, nó cứ ngồi nó đọc như vậy rồi bực, sức gì biết sức, ngồi lấy sức nghe trải nghiệm, chẳng có gì trải nghiệm, bực mình. Anh em ơi, đây anh em ơi, nó cứ ngồi nói gì không anh biết rồi, nói gì ấy, nó ngồi nó nói à, bực mình, dở mà quay lắm ấy. Nói gì nãy giờ không có hiểu gì. Uống nước anh em ơi. Thank you.